Vân Anh và Thái Huyền xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình VNTV San Diego. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Dân Mỹ da trắng giàu gấp 13 lần hơn dân da màu. Cuộc thăm dò mà CNN và Kaiser thực hiện trước cuộc bầu cử, 63% người trả lời thăm dò thuộc giới lao động da trắng nói rằng họ thỏa mãn với tình trạng tài chính cá nhân của họ so với chỉ 40% những người trả lời thuộc giới lao động da màu. Cả hai nhóm đều không hài lòng với tình trạng kinh tế của quốc gia. Sự khác biệt tạo sự quan tâm ý nghĩa về chênh lệch giàu nghèo thuộc màu da tại Hoa Kỳ. Các gia đình Mỹ da trắng trung bình có khuynh hướng giàu gấp 13 lần hơn các gia đình người Mỹ da đen và Latin, theo thăm dò của Pew Research Center. Người Mỹ da đen và Latin có khuynh hướng được trả lương ít hơn người Mỹ da trắng và họ cũng có tỷ lệ thất nghiệp cao hơn người da trắng. Người da đen và người Mỹ Latin cũng sống ở mức nghèo hơn người da trắng. Một nghiên cứu được thực hiện đã cho thấy rằng các nhân viên của người African American có nhiều kinh nghiệm và bằng cấp cao hơn vẫn được trả lương ít hơn với đồng nghiệp da trắng. Một nghiên cứu khác nói rằng nếu chiều hướng hiện nay tiếp tục thì sẽ cần 228 năm đối với các gia đình người Mỹ da đen và 84 năm đối với các gia đình người Mỹ Latin mới đạt tới mức giàu ngang bằng với người da trắng. Hạ tuần tháng 11/2016, trang Seoul Economic Daily đưa tin hãng điện tử Hàn Quốc Samsung đang cân nhắc phương án phân tách theo đề xuất của quỹ Elliott Management. Cụ thể, Elliott Management đã đề xuất tách Samsung Electronics thành hai công ty vào tháng 10/2016 nhằm tăng giá trị cổ đông. Việc chia tách công ty sẽ cho phép người thừa kế của gia đình sáng lập Lee củng cố sức mạnh trong Samsung. Phía gia đình nhà sáng lập Lee và Samsung Group không đưa ra bình luận về kế hoạch. Như vậy, có thể thấy những nỗ lực tái cấu trúc của tập đoàn đã được tăng tốc từ khi ông J.Y. Lee tiếp quản tập đoàn, sau khi cha của ông, chủ tịch Samsung Lee Kun-hee nhập viện vì đau tim vào tháng 4/2014. Samsung đã bán các tài sản không quan trọng, đồng thời thông qua sáp nhập hai công ty con trong năm 2015 thành một dưới sự điều hành của J.Y. Lee và hai chị em gái. Được biết, quỹ đầu tư Elliott Management muốn Samsung Electronics chia thành hai công ty cổ phần và công ty kinh doanh, trả 26 tỷ đô la cổ tức đặc biệt, cam kết trả lại ít nhất 75% nguồn tiền tự do cho nhà đầu tư và đồng ý bổ nhiệm một số giám đốc độc lập. Tin từ New Delhi, Ấn Độ. Toyota là hãng xe hơi của Nhật Bản, nhưng tại Ấn Độ, hình ảnh Toyota là sự kết thân của hai chính phủ Nhật-Ấn. Với gần 5.000 nhân viên, công ty Toyota tại Ấn Độ là chi nhánh của hãng Toyota. Chuyên sản xuất các loại xe Toyota tại Ấn Độ, hiện nay là hãng xe lớn nhất thứ tư ở Ấn Độ chỉ sau các hãng xe Maruti, Suzuki, Hyundai và Mahindra. Hãng cho biết sẽ kinh doanh cả ngành y tế và sẽ mở một bệnh viện ở Karnataka. Một chuyên gia Ấn Độ về môi trường chỉ ra rằng, cùng với việc kinh tế tăng trưởng, ô nhiễm không khí ở thủ đô và các thành phố khác đang ở mức tồi tệ nhất trên thế giới do số xe hơi tăng nhanh. Một kỹ sư của Toyota tham gia chế tạo động cơ cho lái xe xăng điện giới thiệu về công nghệ thân thiện với môi trường. Các loại pin và mẫu động cơ cho xe lái xăng điện được trưng bày tại sự kiện. Tại đây, Toyota cũng cho khách đi thử và giới thiệu các loại xe điện này. Tin từ Columbus, Ohio, một sinh viên đại học Ohio State hôm thứ Hai đã tông chiếc xe của anh vào người đi bộ trong khuôn viên đại học ở thị trấn Columbus, rồi rút dao ra chém các sinh viên trước khi bị bắn chết bởi một cảnh sát trong trường. Có 11 người được chở vào bệnh viện và một người trong tình trạng nguy kịch, theo lời Craig Stone, cảnh sát trưởng khuôn viên đại học cho biết thảm kịch đã xảy ra lúc gần 10 giờ sáng giờ miền Đông, khi nghi can lái xe leo lên lề và khởi động tấn công. Ông nói, cảnh sát tới ngay một phút sau và can thiệp. Monica Moore, giám đốc an toàn công cộng của trường nói, kẻ tấn công có tên là Abdul Razak Ali, một sinh viên của trường. Nhiều nguồn tin cho biết thủ phạm 20 tuổi từ Somalia tới, hiện là thường trú nhân tại Mỹ. Jim Jacobs, cảnh sát trưởng thị trấn Columbus nói là không gạt bỏ động cơ khủng bố. Nghiên cứu cho thấy rằng các con chó có thể tự nhớ nhiều hành động phức tạp của con người, ngay cả khi chúng không nghĩ là ký ức của chúng được thử nghiệm. Những kết quả của nghiên cứu có thể được xem như là bước đột phá thêm giữa các trở ngại nhân tạo giữa những thú vật và con người. Những con chó nằm trong số ít động vật mà con người cho là thông minh, và tuy nhiên,
chúng tôi vẫn rất là ngạc nhiên khi một nghiên cứu cho thấy rằng những con chó và chủ của chúng có thể chia sẻ một số khả năng tinh thần dù mối quan hệ tiến hóa cách xa của chúng ta. Tìm chứng cứ thú vật sử dụng trí nhớ như vậy thì thật là khó, bởi vì bạn không thể hỏi một con chó có nhớ cái gì. Trong nghiên cứu mới này thì các nhà nghiên cứu thực hiện một bước tiến bộ mới gọi là hãy làm như tôi làm. Những con chó được huấn luyện hãy làm như tôi làm có thể quan sát một người thực hiện một hành động và rồi chúng tự làm theo. Thí dụ như là nếu người chủ của chúng nhảy lên rồi bảo chúng hãy làm đi thì con chó cũng sẽ nhảy lên. Tuy nhiên điều đó cũng chưa chứng minh được là con chó có trí nhớ, cho nên các nhà nghiên cứu thực hiện huấn luyện khác bằng cách huấn luyện 17 con chó. Và sau khi những con chó được tập nằm xuống, các nhà nghiên cứu bất ngờ ra lệnh hãy làm như tôi làm và các con chó đã làm theo. Nói cách khác, những con chó đã nhớ điều mà chúng nhìn thấy từ người chủ và làm ngay cả khi chúng không có lý do đặc biệt nào để nghĩ rằng là nó cần phải nhớ. Và chúng đã cho thấy trí nhớ của chúng. Tin từ Washington, sau mấy ngày xôn xao về xung đột trong đoàn chuyển tiếp, về triển vọng cựu thống đốc Mitt Romney được giao vai trò Bộ trưởng Ngoại giao. Vừa có tin từ thông tấn Bloomberg, Tổng thống đắc cử tiếp cựu tướng David Petraeus là ứng viên Ngoại trưởng. Ông Petraeus, từ chức giám đốc CIA vào năm 2012, ông từng hé lộ có thể tham gia nội các Trump nếu được yêu cầu. Trong khi đó, thử thách mới cho Trump là phải tìm cách cứu việc làm của 1.400 công nhân chuyên sản xuất lò sưởi cho công ty Carrier tại Indianapolis. Công ty mẹ của Carrier là United Technologies, hiện là nhà thầu quốc phòng nhận các gói thầu nhiều tỷ đô la từ Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Nhưng công ty Carrier đã loan báo hồi tháng 2 2016 là sẽ đóng cửa hai cơ xưởng tại Indiana, xưởng Carrier và một xưởng United Technologies Electronic Control tại gần thị trấn Huntington, nơi có 700 công nhân. Hãng dự định chuyển việc làm sang Mexico từ năm tới. Như thế sẽ tiết kiệm 65 triệu đô la một năm tiền chi phí nhân viên. Tổng thống Trump và Carrier hôm lễ tạ ơn cùng xác nhận đang nói chuyện để giữ việc làm ở lại Hoa Kỳ. Quý vị vừa theo dõi phần tin tức trong ngày với Vân Anh và Thái Huyền. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn và xin mời quý vị tiếp tục theo dõi những chương trình còn lại trong ngày.